Nên mình quay trở lại với các bạn một cái video kỹ năng của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu bình hoa các bạn tại nhà. Đây là bình hoa mình chuẩn bị mua về thiện của mình.
xong rồi, cảm ơn của mình, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo ạ.